Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trên website của Sentity Shop đã có bài viết chia sẻ một số công cụ mà chúng ta hay sử dụng khi cấu hình, triển khai. Các công cụ này đều là miễn phí hoặc full crack mà mình tổng hợp trên mạng. Các bạn có thể vào download về cho nó tiện nhé. Và rất nhiều firmware của đủ các hãng. Các bạn cần giả lập hãng nào thì có thể download về dùng nhé. Bài viết này mình sẽ update các phiên bản firmware mới lên. Do vậy các bạn có thể lưu link này lại để check các phiên bản mới nhé. Hoặc các bạn có yêu cầu tải phiên bản OS nào thì cứ comment bên dưới video. Nếu có thể download được thì mình cũng sẽ download về và upload lên link này cho các bạn. Sau khi download các file về thì các bạn giải nén ra và giữ nguyên tên thư mục và tên file firmware bên trong nhé. Chúng ta sẽ được các thư mục như của mình đây. Firmware này các bạn có thể sử dụng cho PNetLab hay EVE đều được. Cách sử dụng thì giống hệt nhau. Sau khi giải nén ra thì các bạn sử dụng FileZilla hoặc WinSCP để truy cập vào PNetLab hoặc EVE, tạo một section vào PNetLab. Protocol chọn SFTP, host nhập IP trên PNetLab, nhập username và password vào và nhấn connect vào PNetLab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc, sau đó truy cập vào thư mục OPT, UNetLab, Add-on, QMU. Sau đó các bạn upload toàn bộ các thư mục mà các bạn vừa giải nén ra vào thư mục QMU này. Sau khi đã upload toàn bộ lên thì các bạn truy cập vào giao diện web của PNetLab. Chọn menu System, System Setting, sau đó bấm Fix Permission là xong. Với các phiên bản mới thì các bạn cũng chỉ làm như vậy thôi. Giờ chúng ta có thể vào PNetLab hoặc EVE để tạo các bài lab. Hầu hết các thiết bị mạng mà chúng ta cần để giả lập đều có đủ. Còn bạn nào muốn tự tạo các phiên bản theo ý mình thì vẫn có thể xem các video hướng dẫn cài đặt image vào PNetLab của mình nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập các thông số như mong muốn để tiện cho việc giả lập. Nếu như mà các bạn gặp khó khăn gì thì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.